Lý Hải từ chối khóc giống Trấn Thành, ông xã Harry Won bị đào lại hành động chơi xấu đàn anh. Mới đây nhất vào tối ngày 19 tháng 4, Lý Hải gây chú ý khi có buổi công bố ra mắt phim Chào hè lật mặt 6, tấm vé định mệnh. Theo đó, bộ phim Lý Hải đã được bấm máy tháng 10 năm 2022 và dự kiến ra mắt vào dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới. Tuy nhiên, trong lúc Lý Hải lên phát biểu chia sẻ về phim mới trước truyền thông, một vị khán giả đã yêu cầu nam diễn viên khóc đi, khiến khán giả rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù khá bất ngờ với yêu cầu trên, Lý Hải nhanh chóng đáp lời không có khóc, khiến ai nấy đều bật cười. Sau khi nói về phim mới đến lúc giao lưu với khách mời, Lý Hải còn tặng mọi người có mặt ở sự kiện hai bài hát là Khi người đàn ông khóc và Liều thuốc cho trái tim. Sau tình huống Lý Hải gặp phải trong lúc nói về phim mới, nhiều khán giả liên tưởng đến nam MC Trấn Thành trong lùm xùm khóc lóc nói về hào quang nghệ sĩ. Giữa lúc câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, mạng xã hội bất ngờ đào lại chuyện Trấn Thành từng bị tố dùng chiêu PR phim Hàn chơi xấu Lý Hải. Cụ thể, hồi tháng 4 năm 2021, Lý Hải ra mắt bộ phim Lật mặt 48 giờ. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ phim Việt, Trấn Thành lại đăng tải bài PR cho một phim Hàn. Ngay lập tức, nam MC nhận về loạt chỉ trích của dân mạng. Ngay sau đó, ông xã Harry Won lập tức lên livestream đính chính. Trấn Thành cho biết khi theo dõi bộ phim Bàn tay diệt quỷ, anh đăng tải bài viết khen ngợi dự án này vì tôi thấy phim nào hay mà người ta không đi xem nhiều, tôi tiếc. Lúc đó, nam danh hài không nhớ việc phim Lật mặt 48 giờ đang được công chiếu. Anh chia sẻ, tôi đăng bài đó lúc 1 giờ sáng. Nếu muốn xấu tính thì tôi lựa giờ vàng, chứ đăng gì lúc 1 giờ đêm. Vì cảm xúc mình xem xong phim hay thì đăng thôi, cái này tôi nói thiệt. Nói về chuyện sợ phim của Lý Hải vượt qua bố già, Trấn Thành phủ nhận thông tin này. Anh bày tỏ, chúng ta đừng nghĩ nhau xấu như vậy. Trước khi nói mình phải tìm hiểu xem người trong cuộc là gì của nhau, tôi quý anh Lý Hải là cả thế giới biết. Trấn Thành cho biết anh ngưỡng mộ kính trọng giọng ca trọn đời bên em bởi sự tâm huyết với nghề và gần như nói không với scandal. Nếu tôi muốn chìm hàng đăng bài PR cho phim kia thì có được 1.000 người xem không? Ví dụ cho 1.000 người xem thì ảnh hưởng gì đến doanh thu của phim Lật mặt? Ai mà xấu tính như vậy, anh em trong nghề thương nhau không hết. Đồng thời, ông xã Harry Won tiết lộ thêm, khi theo dõi Lật mặt từ những phần đầu tiên, bản thân đã ngưỡng mộ Lý Hải bởi sự đầu tư kỹ tính. Thậm chí dù ông xã Minh Hà không nhờ, nam diễn viên vẫn PR một cách tự nguyện. Trấn Thành nêu quan điểm, giờ tôi làm cái gì cũng bị người ta nói, tôi đi xem phim hay, có cảm xúc viết như vậy cũng nói tôi nữa, vừa phải thôi, mình sống yêu thương nhau một xíu, chứ nghĩ ai cũng xấu như mình sao. Bây giờ tôi viết status đó thì dìm được bao nhiêu phần trăm phim của anh Hải, nếu như phim hay thiệt thì khán giả sẽ đến xem, chứ có gì đâu mà dìm người ta. Ngoài ra, việc không xuất hiện trong buổi ra mắt phim của giọng ca trọn đời bên em cũng khiến Trấn Thành nhận nhiều bình luận tiêu cực. Nói về điều này, nam MC cho biết anh và bà xã đã sắp xếp công việc để tham gia, tuy nhiên do Harry Won gặp vấn đề về sức khỏe nên anh phải ở nhà chăm sóc. Dù vậy, diễn viên cu lại vợ bầu cũng động viên vợ sớm khỏe để đi xem phim ủng hộ Lý Hải. Tuy nhiên, sau đó Trấn Thành có đi xem như đã hứa hay không thì không ai biết được. Trấn Thành cho biết thêm, khi sự việc xảy ra, anh và Lý Hải đã nói chuyện riêng với nhau, bản thân ông xã Minh Hà cũng thấu hiểu cho nam danh hài. Nhìn lại vụ việc này, ông xã Harry Won nêu quan điểm của mình ở cuối livestream, quý vị biết không, người rảnh mà đi xấu tính thì không khá được, vì không có thời gian để làm cho mình tốt hơn. Bí quyết thành công duy nhất là khiến cho mình tốt hơn, chứ không phải làm cho người ta tệ đi. Tôi sống ngay thẳng, tôi không sợ gì hết. Anh Lý Hải là người sẽ hiểu được trái tim của Trấn Thành. Tôi luôn ủng hộ cho anh ấy và nghĩ anh ấy là người làm phim có tâm, có đạo đức, có nhiệt huyết và đầu tư. Tôi hy vọng khán giả đã ủng hộ cho phim của tôi thì sẽ ủng hộ cho Lật mặt của anh Lý Hải.